mời quý khán giả cùng theo dõi bản tin thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc hôm qua đã lên án việc tạm ngừng tài trợ của một số quốc gia khi Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này có liên quan đến cuộc tấn công Israel mà phong trào Hamas của Palestine tiến hành vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong một tuyên bố, giám đốc UNRWA là ông Philippe. Lazzarini cho biết, Thật sốc khi thấy việc tài trợ cho cơ quan bị đình chỉ nhằm phản ứng lại những cáo buộc chống lại một nhóm nhỏ nhân viên. Trước đó, UNRWA đã sa thải một số nhân viên vì cáo buộc có liên quan đến cuộc tấn công Israel và phong trào Hamas tiến hành vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra, cơ quan này cam kết sẽ điều tra cáo buộc đã khiến Đức, Anh, Ý, Úc và Phật Lan cùng Mỹ đình chỉ tài trợ bổ sung cùng ngày, phong trào Hamas chỉ trích những đe dọa của Israel đối với UNRWA, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế không nhượng bổ chức lời đe dọa và tống tiền. ở phản ứng khác, trong bài viết trên nền tảng X hôm qua, ông Hussein al Tổng thư ký tổ chức giải phóng Palestine kêu gọi các quốc gia đã tuyên bố ngừng hỗ trợ, hãy xem xét lại các quyết định của mình để tránh những rủi ro chính trị và nhân đạo. Trước cuộc chiến của Israel ở Gaza, UNRWA đã phải vật lộn để đáp ứng các yêu cầu tài trợ. Tình trạng thiếu hụt ngân sách kinh niên của cơ quan này trở nên trầm trọng hơn vào năm 2018 khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cắt hỗ trợ. Tuy nhiên, chính quyền của tổng thống Joe Biden đã khôi phục hỗ trợ, cung cấp 340 triệu đô la Mỹ vào năm 2020, trở thành nhà tài trợ song phương lớn nhất của cơ quan này. Sau cuộc tấn công nhằm vào công dân Pakistan ở Iran, hôm qua, Iran cho biết Tehran và Islamabad sẽ không tha thứ cho việc gây thiệt hại đến quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Khanani cho biết trong một tuyên bố Iran và Pakistan sẽ không cho phép kẻ thù gây thiệt hại cho mối quan hệ anh em giữa hai nước. Nhận xét này được đưa ra vài giờ sau khi những kẻ tấn công bắn hạ ít nhất chính công dân Pakistan và làm bị thương ba người khác ở ngoại ô oh, thành phố Saravan thuộc tỉnh Sistan và Baluchistan phía đông nam Iran. Phó thống đốc an ninh và thực thi pháp luật của tỉnh, ông Ari Reza Mahamati cho biết ba tay súng đã tấn công nơi ở của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây thương vong. Ông cũng nhấn mạnh bộ máy tư pháp an ninh và tình báo sẽ đối đầu một cách dứt khoát với các yếu tố gây mất an ninh. Cùng ngày, ngoại trưởng Pakistan, Jahri Abbas Zilani cho rằng bộ tấn công là nỗ lực của kẻ thù chung nhằm phá vỡ quan hệ hai nước. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời kêu gọi Iran có hành động thích đáng chống lại phần tử đằng sau vụ tấn công. Quan hệ Iran và Pakistan gần đây leo thang căng thẳng. Ngày 16 tháng 1, Iran tấn công máy bay không người lái vào căn cứ của nhóm Jet ở tỉnh Balochistan của Pakistan. Pakistan sau đó một ngày đã tiến hành một loạt đòn tấn công vào nơi ẩn nấu của những lực lượng mà họ coi là chiến binh li khai nằm trong lãnh thổ Iran. Trung Quốc và Mỹ hôm qua cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Joe Sullivan đã hội đàm thẳng thắn thực chất tại Bangkok, Thái Lan. Trong đó, vấn đề Đài Loan là trung tâm thảo luận Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Jeff Sullivan đã có cuộc trao đổi chiến lược thẳng thắn thực chất và hiệu quả về việc thực hiện các đồng thuận đạt được tại cuộc họp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11 năm 2023 và về việc xử lý đúng đắn các vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ Trung-Mỹ. Cùng ngày, Nhà Trắng đưa ra tuyên bố cho biết hai quan chức sẽ nỗ lực thiết lập cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình như một phần trong nỗ lực theo đuổi ngoại giao cấp cao. Lặp lại mô tả của phía Trung Quốc về các cuộc đàm phán, Nhà Trắng nói thêm rằng cuộc gặp là một phần trong nỗ lực duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh trong mối quan hệ giữa hai nước. Hai cường quốc gần đây đối đầu nhau về vấn đề Đài Loan, nơi vừa tổ chức các cuộc bầu cử trong tháng này. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết, Cố vấn Sullivan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Cả hai bên cho biết cuộc đàm phán sẽ kéo dài hai ngày, cũng đề cập đến các chủ đề Trung Đông, Ukraine, Triều Tiên, Biển Đông và các vấn đề quốc tế khác. Tuần này, các nhà lãnh đạo quân sự ở Mali tuyên bố chấm dứt thỏa thuận hòa bình năm 2015 với các nhóm vũ trang. Động thái này được coi là mối đe dọa sẽ làm dấy lên các cuộc bạo loạn bất ổn hơn nữa ở khu vực Sahel. Tuy nhiên, người dân tại đây lại bày tỏ sự ủng hộ dành cho chính quyền quân sự đối với các nước khác trong khu vực cùng tham gia trong thỏa thuận hòa bình, việc Mali chấm dứt thỏa thuận sẽ đe dọa đến sự ổn định trong khu vực Sahel vốn bất ổn do các hoạt động của nhóm vũ trang và tổ chức khủng bố phía Algeria. Đất nước đã làm trung gian cho thỏa thuận đã kêu gọi Mali suy xét lại về thỏa thuận để cùng các nước Tây Phi khác chống khủng bố. Tuy nhiên, nhiều người dân Mali đã bày tỏ hoàn nghênh đối với quyết định chấm dứt thỏa thuận. Ông Jeremy Dolo, người dân ở thủ đô Bamako cho biết chúng tôi xem thỏa thuận hòa bình như chứng ngại vật đối với việc đoàn kết người dân Mali cũng như thúc đẩy hòa bình và gắn kết xã hội. Anh Musa Gudo, lãnh đạo nhóm thành niên Mali chia sẻ, tôi cảm thấy Thỏa thuận đã tạo điều kiện cho sự chia rẽ giữa những người Mali và tôi không thể ủng hộ nó, tôi hoài nghênh quyết định của chính quyền. Người dân cho rằng trước đó Mali phải ký vì quân đội còn yếu, nhưng với sức mạnh quân sự hiện tại, họ có thể tự bảo vệ đất nước của mình mà không cần sự can thiệp của thế lực bên ngoài. Chính quyền quân sự Mali cũng cho biết, TV cần lập ra diễn đàn mới để xây dựng thỏa thuận quân sự mới tạo ra bởi người Mali mà vì không có sự quan thiệp của nước ngoài. Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Teres Aysan PTA gần như đã bị xóa khỏi chiến dịch bầu cử trước khi cuộc bỏ phiếu vào tháng 2, sau khi ông bị cấm tham gia tranh cử vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn sự ủng hộ dành cho ông, đặc biệt là ở quê hương ông, thành phố Mianwali. Sau khi ông Khan bị cấm tham gia tranh cử, đảng đối lập BTI cũng không được phép tổ chức biểu tình và vận động tranh cử. Phương tiện truyền thông cũng hạn chế đưa tin về BTI, buộc các chiến dịch của đảng bị thu hẹp phải tiến hành trực tuyến. Tuy nhiên, người ủng hộ ông Khan bày tỏ sẽ kiên định với quyết định của mình. Người dân cần có hy vọng đối với đất nước, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng và độ nổi tiếng của ông Khan trên cả nước này. Trong khi đó, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Pakistan Munisha Zahagi cho biết mọi đảng đều xứng đáng được cạnh tranh. Chúng tôi hiển nhiên mong muốn một cuộc bầu cử mà mọi người đều được phép tham gia và mọi đảng chính trị được cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, nhiều người lại đồng tình với động thái của chính phủ, cho rằng ông Khan và BTI xứng đáng như thế vì cũng đã từng cố gắng lại bỏ đảng đối thủ khi còn nắm quyền. Ông Khan hiện đang chịu án tù vì tội tham nhũng và nhiều tội danh khác mà theo ông là sự kết tội có động cơ chính trị. Thưa quý vị, hàng ngàn người dân Kenya hôm qua đã tập trung biểu tình ở các thành phố và thị trấn trên khắp cả nước để bày tỏ sự phản đối bạo lực phụ nữ. Sau nhiều vụ sát hại khiến hơn triệu phụ nữ thiệt mạng gần đây, cũng trong cuộc biểu tình, các nhà hoạt động đã yêu cầu bạo lực chống lại phụ nữ phải được chấm dứt ngay lập tức. Cuộc biểu tình hôm qua được xem là cuộc biểu tình lớn nhất để chống lại bạo lực tình dục và giới tính tại Kenya. Tại thủ đô Nairobi, người dân biểu tình mặc áo thun in tên của những người phụ nữ là nạn nhân trong các vụ giết người trong tháng này. Họ dơ cao những tấm bản với thông điệp, không có lý do chính đáng để giết hại phụ nữ, trong khi hô vang khẩu hiệu, ngừng giết chúng tôi. Người biểu tình cho biết, phụ nữ chiếm phần đông dân số nước này, chúng tôi phải biểu tình để chấm dứt việc giết hại phụ nữ. Tôi ở đây vì nước tôi không an toàn Các chị em tôi, vợ tôi, con gái tôi cũng không được an toàn Đám đông tuần hành đến mặt vòng tổng thống, quốc hội và tòa án tối cao khiến giao thông bị tắt nghẽn những người biểu tình yêu cầu chính phủ và có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với hành động giết hại phụ nữ. Truyền thông canh tra cho biết, từ đầu tháng 1, ít nhất 14 phụ nữ đã bị giết hại và con số từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2023 là ít nhất 500 phụ nữ. Phần lớn hùng thủ trong các vụ án là bạn đời hoặc người quen biết của nạn nhân. Hãng tin John Hopp dẫn lời lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc hôm nay cho biết, một tàu đánh cá nhỏ đã bị chìm ngoài khơi đảo nghỉ mát Jeju phía nam Hàn Quốc, khiến hai trong số ba thành viên thủy thủ đoàn bị mất tích. Trung tâm Kiểm soát Giao thông Hàng hải Jeju đã nhận được cuộc gọi vào khoảng 9 giờ 52 tối qua rằng một chiếc tàu đánh cá nặng 4,11 tấn đã bị chìm ở vùng biển cách hòn đảo khoảng 18,5 km về phía nam. Thủy thủ đoàn trên con tàu bao gồm một thuyền trưởng Hàn Quốc và hai thuyền thủ Indonesia. Một người trong số đó đã được một chiếc tàu cá gần đó giải cứu khi đang trôi dạt trên biển. Thủy thủ được cứu đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó để điều trị và bị hạ thân diệt. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã huy động 10 tàu tuần tra và đội cứu hộ, phối hợp với hải quân và tàu cá dân sự để tìm kiếm và cứu hộ. Tàu du lịch lớn nhất thế giới Icon of the Sea, tạm dịch là biểu tượng của biển của công ty du thuyền Royal Caribbean, Hôm qua đã khởi hành từ Miami, Mỹ trong hành trình đầu tiên với số lượng hành khách tương đương với một thành phố nhỏ. Con tàu biểu tượng của biển được đóng hơn 900 ngày tại xưởng đóng tàu ở Turku, Phần Lan, là một tượng đài về sự to lớn với 20 sàn và có thể chứa hơn 5.600 khách. Sức chứa tối đa là 7.600 người và thủy thủ đoàn 2.350 người. Con tàu có 7 hồ bơi, 6 đường trực nước và hơn 40 địa điểm ăn uống. Với độ cao 365 m tàu biểu tượng của biển sẽ giành danh hiệu lớn nhất thế giới từ người bạn đồng hành, cũng của công ty Royal Caribbean, là con tàu kỳ quan biển cả, biểu tượng trị giá 2 tỷ đô la Mỹ này được trang bị công nghệ mới nhất và mặc dù có kích thước khổng lồ nhưng được tuyên bố là thân thiện với môi trường khi được cung cấp năng lượng từ khí tự nhiên hóa lỏng. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại hệ thống này có thể rò rỉ lượng khí mê bằng khí quyển. Công ty Royal Caribbean cho biết con tàu có hệ thống nhiệt phân hỗ trợ bằng là vi sóng để chuyển chất thải thành khí sản xuất năng lượng và hệ thống thẩm thấu ngược để cung cấp gần như toàn bộ lượng nước ngọt mà tàu cần sau khi rời trụ sở. Tàu biểu tượng của biển sẽ dành một tuần ở Caribbean trước khi quay lại Miami. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thật ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.